Hello, chào cả nhà nha. Em Nguyễn Nhã bên ô tô Thịnh Bến Tre. Chị hôm nay em cho lên sóng một con xe đến từ Nhật Bản, siêu tiết kiệm nhiên liệu anh chị em ơi. Đó là con xe Nissan Sunny 2015, dung tích 1.5, tiết kiệm nhiên liệu anh chị em. Theo cho Nguyễn Nhã xem chi tiết xe này nhé. Giá ra đi con xe này chỉ 2 ít nhỏ xíu nha anh chị em. Theo cho Nguyễn Nhã đến giữa clip là nghe được cái giá Nhật mình thôi à. Sunny đẹp nè, thấy chưa? Được chủ cũ lên 40 mâm. Bốn vỏ còn dày cui có gai luôn, mua về rồi đi ngay, không cần phải làm gì thêm hết anh chị em. Đã được trang bị camera gear. Để quay gầm xe cho anh chị em cùng xem nhé. Gầm xe sạch đẹp qua thời gian, cũ nano đầy đủ. Thấy form cái form dáng xe đẹp chưa, liền lạc đẹp chưa? Và giá đi con xe này chỉ có 215 triệu. Với chi phí bỏ ra 215 triệu thì anh chị em mình được gì với cái giá tiền bỏ ra nhé. Đầu tiên hết là trang bị cho mình chìa khóa Gmod nè. Mở khóa đèn chớp chớp luôn, đẹp chưa? Sùng chỉ zin theo xe nè, sạch đẹp chưa? Túp lô túp ly là được chủ cũ bảo dưỡng kỹ, chai còn rất đẹp. Bốn kính bấm. Đã được trang bị màn hình Android lớn. Trần nỉ zin theo xe rất là đẹp luôn. Các đường keo cái chỉ của cái ghế còn sạch trơn luôn hả anh chị nè. Đẹp chưa? Có một cái tấm lót quá đẹp luôn. Tấm lót nhung quá đẹp luôn nè. Để mở khoang máy cho anh chị em cùng xem ha. Khoang máy sạch đẹp qua thời gian hả anh chị em. Mua về là đi ngay thôi chứ còn cần phải làm gì thêm nữa đâu. Đăng kiểm còn dài miên man. Tháng 1 2025. Anh chị em quan tâm mẫu xe này hãy cầm điện thoại lên và alo ngay với số điện thoại 0988794719 gặp Nhã, được tư vấn tận tình hả anh chị em. Có những thắc mắc gì hãy để lại bình luận bên dưới, Nguyễn Nhã sẽ trả lời từng bình luận cho anh chị em ha. Ngoài xe này ra thì bên em còn rất nhiều xe để anh chị em tha hồ lựa chọn. Thịnh Bến Tre có nhiều xe luôn chờ đón anh chị em ha. Thân ái chào anh chị. Để xem các video kế tiếp anh chị nhớ follow kênh nhé, cập nhật các video kế tiếp nè.